chức xuồng chở chú Thuận từ con Nga sang miếu hát, không may bị lật xuồng. Chú Thuận người ta vớt được xác, con Nga mất tích rồi. Con tên Linh ạ. Linh. Người gì? Dạ người kinh. Chị là Tố Nga. Tuổi thơ em có cú sốc nào đúng không? Không, chị mới có là bà Nga nào khủng bố em hay sao mà em cứ Tố Nga hoài vậy? Trong khi đàn gà con lông vàng, lông vàng đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. Em tên Phương Linh. Ờ hả? Tôi xin thông báo với cô, Bé La sẽ là người để cho cô đảm nhận vị trí gia sư. Chốt đơn. Linh, Linh ơi, Linh. Cặp cô. Gài hai vỏ chuối lận, sao cô biết được?